chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 29 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tại hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết chính phủ xem xét tiếp thu đề xuất của các địa phương để bổ sung hoàn thiện nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Phần tin trong nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở giáo dục lùi thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đến trước ngày 5 tháng 2 năm 2016. Tin thế giới, năm 2015, nước Mỹ đã phải nhiều lần chứng kiến các vụ xả súng đầy bạo lực. Tuy nhiên, nhưng dù năm cũ đã sắp trôi qua, quốc gia này vẫn chưa có lời giải cho vấn đề kiểm soát súng đạn. Thưa quý vị, sáng nay, hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo nghị quyết của chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2016, cho rằng trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,68%, cao nhất trong 8 năm gần đây, và đặc biệt là dự toán ngân sách vẫn tăng hơn so với dự toán đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của chính phủ và các bộ, ngành. Đại diện các địa phương đã đóng góp một số ý kiến đối với các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm tới, đưa ra các kiến nghị đối với một số vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách của Trung ương, cũng như các vấn đề cụ thể của địa phương. Riêng Long An, trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 9%, sản lượng lương thực trên 2,8 triệu tấn, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 73,2%, tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 1,5% một năm. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định ý kiến phát biểu của các địa phương sẽ được chính phủ xem xét tiếp thu để bổ sung hoàn thiện và sẽ ban hành nghị quyết của chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2016. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Thưa quý vị, chiều nay tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh tiến hành đối thoại với nhân dân về việc thực hiện quyết định số 62 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Giang Điên, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương, doanh nghiệp và hơn 100 người dân các xã Tuyên Bình Tây, Tuyên Bình, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng tham dự. Thực hiện quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, qua hai năm 2014-2015, toàn tỉnh đã triển khai 103 lượt cánh đồng với diện tích hơn 45.900 ha. Trong đó, hình thức đầu tư ứng trước vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm chiếm hơn 37.700 ha, với trên 16.600 hộ và 15 doanh nghiệp tham gia. Do tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất nên lợi nhuận thu được từ mô hình cánh đồng lớn cao hơn 3-5 triệu đồng một hecta so với ngoài mô hình. Ngoài ra, vật tư đầu vào được cung ứng kịp thời, giá cả hợp lý, khắc phục tình trạng mua bán vật tư kém chất lượng, thúc đẩy phát triển các hình thức liên kết hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất hiện nay. Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi đối thoại, người dân có nhiều kiến nghị xuất phát từ thực tế địa phương, cụ thể là những bất cập về liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ. Liên kết giữa nông dân và nông dân còn hạn chế, một bộ phận nông dân còn canh tác theo tập quán cũ, chưa tuân thủ quy trình sản xuất được hướng dẫn. Một số ý kiến đề nghị các cấp ngành địa phương có cơ chế hỗ trợ nông dân xây dựng trạm bơm điện, đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, đê bao lẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất, sớm triển khai chính sách ưu đãi, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho tổ hợp tác xã. Về thời gian tới đó, thì chúng tôi xin kiến nghị
là đảng nhà nước nên quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi đào tạo cán bộ cho cái tổ hợp tác, rồi hợp tác xã, đồng thời là đầu tư luôn coi như là nâng cao năng lực cho cái người nông dân, để coi như là cái tổ hợp tác và hợp tác xã là trở thành là một cái đối tác bình đẳng với doanh nghiệp. Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh ghi nhận đóng góp thiết thực của người dân về liên kết sản xuất, gắn chới tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Đồng thời khẳng định quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những chính sách lớn trong phát triển, xây dựng nền nông nghiệp nước nhà theo hướng sản xuất sạch, bền vững, tăng thu nhập cho nông dân. Thời gian tới, Tỉnh ủy, các sở ngành địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân tham gia xây dựng cánh đồng lớn, phấn đấu đến năm 2020, tổng diện tích xây dựng cánh đồng lớn trên các loại cây trồng chủ yếu của tỉnh đạt hơn 110.000 ha, trong đó riêng cây lúa là 100.000 ha, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và chương trình đột phá theo nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh đề ra. Đại hội Hội khuyến học tỉnh Long An lần thứ tư, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa khai mạc chiều nay, ngày 29 tháng 12, dưới sự tham gia của 162 đại biểu. Báo cáo tại đại hội cho biết, trong 5 năm qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi 8 công trình trọng tâm mà nghị quyết đại hội 3, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Theo đó, những chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, như tỷ lệ phát triển hội viên đạt trên 110%, với gần 370.000 hội viên hội khuyến học, 310.000 gia đình hiếu học. Đặc biệt, việc vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp hội tăng hơn 200%, với gần 330 tỷ đồng để tặng quà, học bổng, khen thưởng cho học sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị ở cơ sở. Ngoài ra, Hội khuyến học cũng đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã phường thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh có 96 trung tâm xây dựng kiên cố, phù hợp với thiết chế giáo dục ở cơ sở cho người lớn tuổi. Đại hội Hội khuyến học sẽ bế mạc vào ngày mai 30 tháng 12. Thưa quý vị, toàn tỉnh có hơn 332.000 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi đã được tiêm vaccine sởi rubella. Đây là số liệu mà Ban chỉ đạo tiêm vaccine sởi rubella đưa ra tại hội nghị tổng kết chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella năm 2014-2015 vừa được tổ chức vào sáng nay. Chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi rubella được thực hiện miễn phí cho tất cả trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay. Tỉnh Long An thực hiện chiến dịch này trong 3 đợt trong thời gian từ tháng 10 2014 đến tháng 1 2015. Sau khi kết thúc chiến dịch, toàn tỉnh đã có hơn 332.000 trẻ em từ 1 đến 14 tuổi được tiêm vaccine sởi rubella, đạt tỷ lệ 98,6%. 100% các huyện và xã, phường đều đạt tỷ lệ tiêm vaccine sởi rubella trên 95%. Trong đó có 83 trên 192 xã đạt tỷ lệ từ 99% trở lên. Chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella có sự tham gia trực tiếp của trên 1.500 cán bộ y tế dự phòng, trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tỉnh và khu vực, gần 9.000 tình nguyện viên. Chiến dịch đã góp phần rất lớn trong việc khống chế dịch sởi rubella tại tỉnh Long An trong năm 2015. Theo đó, tính đến tháng 11-2015, số ca sốt phát ban nghi sởi giảm 5,7 lần so với cùng kỳ, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trong thời gian tới, tất cả trẻ em khi đến 18 tháng tuổi sẽ được tiêm chủng vaccine sởi rubella miễn phí tại tất cả các điểm tiêm chủng mở rộng. Dịp này, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện chiến dịch. 98% trẻ em trong tỉnh có đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đây là con số khả quan được thông tin sáng nay tại hội nghị tổng kết hoạt động nâng cao năng lực thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015. Hội nghị do Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức. Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em được phát động từ tháng 1 năm 2015 đã được Ban An toàn Giao thông tỉnh, các cơ quan ban ngành và các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, đã có 98% trẻ em có đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn nhất hiện nay trong quá trình triển khai kế hoạch là nhận thức, ý thức của phụ huynh chưa tích cực. Nhiều bậc cha mẹ học sinh không đội mũ bảo hiểm cho con em mình với nhiều lý do khác nhau.
để tiếp tục đưa việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đạt hiệu quả. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông cần đưa nội dung kiểm tra lý vi phạm về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em giao nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông với ngành giáo dục trong việc thông báo, cung cấp thông tin xử lý đối với những trường hợp vi phạm của các em học sinh để nhà trường có biện pháp nhắc nhở, giáo dục phù hợp. Mời quý vị theo dõi phần tin an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, tại Thạnh Quá, một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một người, bị thương một người, hỏng hai xe mô tô. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 390 trường hợp vi phạm, phạt 415 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với một số thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 với nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người lao động. Vậy mức đóng mới sẽ thay đổi như thế nào? Những đối tượng nào sẽ chịu phạm vi điều chỉnh của luật? Những nội dung này đã được thông tin tại hội nghị triển khai đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đồng chủ trì ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 1 tháng 1, 2016 đến hết năm 2017, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên mức lương và phụ cấp ghi trong hợp đồng. Từ ngày 1 tháng 1, 2018 trở đi, người lao động đóng bảo hiểm dựa trên mức lương, phụ cấp và nhiều khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động. Người lao động sẽ đóng 8% và doanh nghiệp đóng 18%, chiếm 26% lương hàng tháng. Với cách tính này, quyền lợi của người lao động sẽ tăng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lo ngại việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ gia tăng tình trạng doanh nghiệp nợ động, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Đặc biệt, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được thang bảng lương để làm căn cứ cho việc tính đóng bảo hiểm xã hội. Các ông chí thế, cái này thì doanh nghiệp phải làm theo Bộ Lao động thì đương nhiên tại Nghị định 44 cũng như là Nghị 05 hướng dẫn Bộ Luật Lao động thì chúng ta cũng đã biết là doanh nghiệp cũng đã phải thống nhất và thỏa thuận với lao động. Thì như vậy, những khoản nào được xây dựng và cơ cấu tiền lương thì doanh nghiệp đều biết và đưa hạch toán vào giá thành sản phẩm. Và những khoản nào và thỏa thuận với người lao động, khoản nào là phụ cấp lương thì doanh nghiệp cũng phải thống nhất với người lao động. Đấy, và khoản nào là khoản thu nhập khác thì doanh nghiệp và người lao động và tập thể lao động, người lao động đều thống nhất. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm cán bộ xã không chuyên trách, người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, người lao động theo hợp đồng lao động từ 1 đến 3 tháng, lao động là người nước ngoài. Đến thời điểm này, số tiền nợ động bảo hiểm xã hội là khoảng 9.300 tỷ đồng. Hiện Bảo hiểm xã hội đã tổ chức tập huấn đào tạo trên 500 cán bộ được cấp chứng chỉ thanh tra nhằm phục vụ cho chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quy định trong luật mới. Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng dưa hấu mùa vụ 2015-2016, ngày 28 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đại diện các tỉnh sản xuất tiêu thụ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dưa hấu đã tổ chức hội nghị họp bàn các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng dưa hấu mùa vụ 2015-2016. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành và địa phương cho biết, trong nhiều năm qua, mỗi khi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán và chính vụ thu hoạch dưa hấu, vụ đông xuân, xuân hè, dưa hấu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thường bị ùn tắc ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và nông dân. Trong nhiều năm qua, thì chúng tôi ở tại cửa khẩu cũng đã đưa ra các cái giải pháp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng nông sản, trong đó là có dưa hấu, thì chúng tôi cũng đã tích cực chủ động để gặp gỡ các doanh nghiệp cũng như là tạo các cái điều kiện thuận lợi về thời gian làm thủ tục rồi thời gian thông quan, đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng phía bên Trung Quốc để kéo dài thời gian thông quan đến 20 giờ hoặc có những thời điểm là đến 21 giờ hàng ngày. Bên cạnh giải pháp mang tính ngắn hạn là Việt Nam phải chủ động đàm phán với phía Trung Quốc để kéo dài thời gian thông quan thì Bộ Công Thương cũng đưa ra giải pháp mang tính chiến lược để khắc phục tình trạng này. Một là chúng ta sẽ chủ động mà trao đổi làm việc với phía Trung Quốc để làm việc với bạn và thuyết phục với phía bạn để việc là mở thêm các cái cửa khẩu cho cái thông quan các cái sản phẩm của nông sản và rau quả trái cây cũng như là dưa hấu nói riêng
đối với Việt Nam trong năm 2016 này. Tất nhiên để đạt được điều này thì phải có sự đồng thuận của các cái cơ chế hợp tác giữa hai bên, và trong đó là có những cái ủy ban hợp tác hỗn hợp của Việt Nam Trung Quốc. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng sẽ chủ động phối hợp cùng với Bộ Nông nghiệp là bàn và triển khai ngay cái việc bên cạnh cái việc tổ chức thống kê nắm bắt về cái sản lượng cũng như cái nhu cầu tiêu thụ dưa hấu, để từ đó phối hợp với lại tỉnh Lạng Sơn và các cái khu vực doanh nghiệp của hai bên để điều tiết cái việc mà tập kết và phân phối dưa hấu qua biên giới. Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, Hiệp hội Rau quả Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu dưa hấu, thiết lập cơ chế phối hợp thông tin chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ ngành và địa phương trong việc cập nhật thông tin về sản lượng, tiến độ thu hoạch, số lượng dưa hấu dự kiến đưa lên biên giới, tổ chức khoanh vùng để xác định vùng trồng dưa, vùng tiêu thụ, để có kế hoạch điều tiết, lưu thông. Bên cạnh đó, cần tổ chức cải tiến quy trình nghiệp vụ, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá trái cây nói chung và dưa hấu của Việt Nam nói riêng vào các dịp lễ Tết. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 theo quy định tại thông tư số 32 ngày 16 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, do thông tư này mới ban hành nên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở giáo dục lùi thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đến trước ngày 5 tháng 2, 2016. Cụ thể, các trường cao đẳng, trường trung cấp tiếp tục đăng ký chỉ tiêu năm 2016 theo quy định tại thông tư số 57, quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Thông tư số 20 về sửa đổi bổ sung điều 6 của thông tư số 57 cho đến khi có văn bản mới ban hành thay thế. Các cơ sở giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn quy mô đào tạo với nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần khắc phục tình trạng bất cân đối về cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo. Bộ cũng nêu rõ chấm dứt tuyển sinh đào tạo từ xa đối với ngành sư phạm theo quyết định số 2833 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2016 tối thiểu 10% so với năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của cơ sở đào tạo khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy.